Sao lại ăn thóc của gà thế này? Mông ơi! Đây là san để làm gì đây? Đào bới túi này sau này làm cái chỗ nấu cắm lợn.
luôn thì không. Con lợn này lợn cảnh chứ kìa. Lợn bản này. Lợn không sợ. Con lợn đấy chú làm cái kiểu như là bọn nước ngoài ấy, bọn Trung Quốc này làm cái kiểu như là nấu ăn đây xong cho nó lên theo. Có thằng hôn nó huấn vịt ngan nhất, lợn chó trước đứng yên trên cây vứt quăng đồ ăn thôi nhỉ. Như con này chú huấn luyện được hôn đấy. Không huấn luyện. Kéo nghịch vết. Gái ra nào.
Ra để bới nào. Ra nào, ra để bới nào. Ra.
đâu đấy? Con gái đi đâu một mình đấy hả? Ông đợi bố về à? Đi. Bố về à? Con gái có về không? Mẹ mày thấy vũng bùn này đầm đây, ôi đầm đây nó về không? Ôi cái này gì thì cho mày đi bộ nhá. Wow.